Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát khỏi bà kẹ nha. Let's go. Sit up. Từ từ đã. Trước khi vào video thì tôi sẽ cảnh báo cho anh em trước, đây là game chứ không phải là đời thật, cho nên mọi hành động ở trong game sẽ đều là hư cấu hết. Chính vì như vậy cho nên là không được bắt chước ở trong game nha. Đây là game và chỉ mang tính chất giải trí thôi nha, chứ không hề cổ xí cho mọi hành động xấu nào đâu. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Đây cái lọ nè, cái lọ. À. Đâu, bà đâu phải người lạ đâu cháu ơi. Bà... Cháu ơi, ai da. Ai da đâu quá. À, đâu quá trời. Nhóc này vậy mà khỏe quá ta. Liêu không? Liêu liêu. Ê, con coi lại lại đây bà nói nghe nè, bà có kẹo, bà có kẹo lại đây. Thật không? Thật, bà có kẹo mà, bà cho kẹo nè. À bà có kẹo sô cô la đó con. Xuống đây bà cho kẹo sô cô la nè, xuống đây. Kẹo đâu? Đưa con cái. Đây bà có kẹo nè. It was at this moment that he knew he fucked up. Kẹo nè. Con lại gần đây con lại gần đây bà mới cứu được. Con đây. Ôi nè, mày xịt cái gì vậy? Đó, bà Bà cứu con được rồi đó. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ôi ôi ôi, cái gì đây, cái gì đây? Một ngôi nhà nhìn có vẻ sang trọng dữ vậy ta. Tôi xin giới thiệu với quý vị đang xem video, tôi chính là bà kẹ. Và ngày hôm nay tôi đang thấy một cái ngôi nhà ở chỗ này trông khá là xịn nè, cho nên tôi sẽ vào trong đây để tôi lấy ít đồ nha bạn. Ok, mình sẽ ăn trộm ít đồ nha. Nhưng mà sao hình như là già rồi cho nên tôi đi hơi chậm. Mấy ông ơi, mấy ông thông cảm với tôi nha. Đây, lâu lâu tôi sẽ đi nhanh được hơn chút nè. Ủa mà khoan từ, hình như nhà bị khóa cửa mất tiêu rồi thì phải. Có ai ở nhà không ta? Có ai ở nhà không? Ủa, hình như là có ai đó là ở ngoài cửa thì phải. Đi xem coi. Cháu gì ơi, cháu gì? Bà bên này nè cháu ơi, bà bên cửa sổ nè cháu ơi. Cháu thấy bà không? Dạ, chào bà. Ủa bà là ai vậy? Bà hả? Bà là ai vậy ta? À, bà là một người bà đi ngang qua đây dọc đường. Bà khát nước quá à. Cháu cho bà vào nhà uống miếng nước được không? Ủa, ngoài mương có nước á bà ra uống kìa. Ủa, sao bà uống nước ngoài mương được? Trời, cháu này kỳ cục quá. Cháu mở cửa cho bà vô uống miếng nước được không cháu? Ừ? Nhưng mà mấy mẹ con bà không cho người lạ vô. Giờ sao bác bà ơi? Vậy hả? Vậy không cho người lạ vô ta? Vậy giờ sao ta? Cháu tên là gì nhờ? Dạ, con tên Sammy Đào à. À rồi, bà tên là bà Phong Cận. Đó, bây giờ hai đứa mình biết tên nhau là thành người quen rồi. Đâu còn lạ nữa đâu đúng không? Rồi, mở cửa cho bà vô cái bây giờ con mở cửa cái là bà vô uống nước nước bà đi luôn nha bà. Ok. Ấy da trời, con mở cửa kiểu gì mà cái cửa nó đập vô mặt bà nè. Trời bà, giờ đây nước nè bà, để lấy nước cho bà. À, có cái chai nước nè bà. Đâu chai nước đâu? Đây, có ly nước cho bà uống nè. Ôi, cái chai nước đó nhìn nó không có ngon. Cho bà uống nè. Tránh ra chú khác. Ngươi đã bị lừa rồi. Thật ra ta chính là bà kẹ. Ta vào đây để ăn trộm đồ. Con đi rồi, không có người bà nào mà tên là Phong Cận Ti hết trơn. À, bà ăn trộm nhà con đúng không? Đây. À, làm gì? Ây da. Ây da, nó chọi tôi. Ây da, nó chọi tôi. Đau quá. Ây da. Ây da. À, nhóc con này. Cái gì vậy? Bà cái gì vậy? Tới cái chân bà kìa. Muốn bảo vệ nhà đúng không? Muốn bảo vệ nhà đúng không? Cháu đứng lại cho bà. Đứng lại. Đứng lại. Không có đứng lại. Trời ơi, chết rồi mấy ông ơi, tôi chậm quá tại tôi già, tuổi già sức yếu rồi đi chậm quá. Mình bảo là gặp người lạ là mình phải cầm cái gì mình phòng thủ mà. Đây cái lọ nè, cái lọ. Đâu, bà đâu phải người lạ đâu cháu ơi. Bà... Cháu ơi, ai da. Ai da đâu quá. Đâu quá trời. Nhóc này vậy mà khỏe quá ta. Liêu liêu không? Liêu liêu. Liêu. Ủa mà đá cái xuyên tường luôn bà. Ủa tôi bắt trong đây luôn hả? Cái gì vậy? Ôi mọi người nhìn kìa. Thằng nhóc nó bị dính vô trong cái tủ sách luôn. Ừ, nó nhảy ra ngoài lại rồi. Trời ơi, bà. À, ui, lại tính cầm cái chai lên chọi bà. Không được, không được đâu. Bà chạy. Ui, bà chạy dữ vậy? À, đây nè cháu ơi, từ. Ở trong nhà này nhiều đồ quá ta. Có mấy cái hộp vậy nè. Để bà lấy nha cháu. Lấy. Khóa. Hình như chìa khóa này giúp gì đó bạn ơi. Mình nghĩ chìa khóa này có lý do. Ui, một cái cửa nè. Ok, mình nghĩ là chìa khóa này mình mở cái đồ này bạn ơi. Đó, ok. Bà chờ xíu, bà vô nhà con ăn cắp bà sai bà
ơi, con là gì ta? Con đất siêu trí tuệ. Ủa sao trong nhà con không có gì hết vậy con? Bà vô nhà mở tủ ra không có gì hết vậy? Trời, biểu bà sao chứ con là nhà con giấu hết trơn rồi. Dạ, ok, bà xin cái dĩa nha, bà lấy cái dĩa nha. Cháu ơi, cháu đâu rồi? Ra đây, bà có ơi, cái dĩa, bà tặng uống, cho cháu cái dĩa nè. Bà uống trà không? Con pha trà cho bà uống nè. Không, bà uống trà đâu, để bà lên lên trên lầu của nhà con coi, chắc lầu nhà con nhiều tiền dạ, vàng lắm nha. Đúng rồi. Ây da, trời ơi, bà té con ơi. Con tội bà giờ. Rồi cái giò con bà làm cái... gì vậy? Con làm gì vậy? Con pha trà đâu á. Chạy nè, chạy nè. Đứng lại cho bà. Dĩa, dĩa hả? Đây, dĩa, con lấy dĩa cho trời bà ra. Rồi, sao, trời đi, trời đi. Ôi, hụt, xí hụt. Ôi, người bà lại, đứng lại. Con ê, con. Coi, lại đây, bà nói nghe nè, bà có kẹo. Bà có kẹo lại đây. Được không? Thật, bà có kẹo mà, bà cho kẹo nè. À, bà có kẹo sô-cô-la đó con. Xuống đây bà cho kẹo sô-cô-la nè, xuống đây. Kẹo đâu, đưa con cái. Đây, bà có kẹo nè. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kéo nè, văng ra ngoài cửa luôn. Đây bà này, đúng là. Ôi, bà kẻ thương mấy bạn. Mày tiêu diệt bà kẻ trời gì. Sao? Bà nè, trời ơi. Bà từ nãy giờ chưa trộm được cái gì trong nhà hết trơn mà bị quýnh đâu á bạn ơi. Chết rồi, có mấy cái hộp vàng gì đây. Lụm hết. Trời ơi, tôi lụm hết mấy bạn ơi. Mở tủ coi trong tủ có gì không. Nhà này nghèo. Bởi đâu tôi. Chết rồi bạn ơi, tôi còn có 65 máu rồi, thằng nhóc đó cái trời, tôi kiểu này thế nào tôi cũng bị mất máu rồi, tôi thua luôn rồi. Bà ơi, cứu cậu ơi, cháu bị mắc kẹt không mày bà ơi. Kệ cháu ở đâu? Ở đây nè, cái chỗ này của bà đó. Rồi, cháu đợi bà xíu nha, bà đang ăn trộm mấy cái cây. À, ăn trộm, trời đồ nhà con, đừng ăn trộm bà ơi. Đây, bà ra cứu con nè. Cứu con nha, cầm con đi nha, bà nhớ cầm con đi nha. Con lại gần đây con lại gần đây, bà mới cứu con được. Con đây. Ôi nè, bà xịt cái gì vậy? Đó, bà nhảy vô con vô kìa. Bà cứu con được rồi đó, bà cứu con được rồi đó. Trời ơi, trời bà nha, ơi. Bây giờ bà cứu con được rồi, cho nên là bà xin phép bà lấy ít đồ trong nhà con nha. Không, đồ của mẹ con. Mẹ con về mà không thấy đồ là mẹ con quýnh con. Tao để đi tìm đồ. Bà chờ xíu, bà đừng tưởng bà lớn bắt nạt con. Bà okay. Con lấy đồ để... Ui, có cái cờ lê. Đây, con cầm cờ lê nè, đó. Bà ơi, bà có cần con sữa gì không? Con sữa nè, có cờ lê sữa nè. Sữa cái nết mà nè bà ơi. Bà không cần sữa gì đâu con ơi. Bà đang ở trong nhà con, bà đang lục đồ, đợi xíu. À, con đang vào nhà. Ủa sao bà biết? Bà đâu rồi? À. Con làm gì? Ây da, đâu quá. Đâu chưa? Láo quá kìa. Bà làm gì vậy? Bà chạy hết hốt hả? Bà nè con ơi. Ủa sao bà bên video của con nhìn bà ghê vậy? Bà đi bà quỷ hả? Không, không, bà bình thường mà. Con ơi. Con ơi. Nè, phun cho miếng nước nè. Nè, sút ra ngoài nè. Ở ngoài đó đi. Meanwhile. Đây, để bà lên trên nhà lầu của cháu bà xem thử trong nhà cháu có gì không nha. Trong nhà cháu có nguyên cái bộ quần áo nè, bà xin bộ quần áo đem về bà mặc nha. Ôi trời ơi. Dạ, nhiều đồ hết. Nhiều khóa nha. Đồ nè. Nhiều đồ quá cháu ơi. Dạ, nhiều đồ lắm bà ơi, bà cứ lựa thoải mái ơi. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Trời tôi còn có 7 máu à. Nhóc này láo liệt. Trời bà. Trời bà. Đừng trời bà nữa con ơi, đừng trời bà. Thôi được rồi, bây giờ là bà sẽ đóng vai con nít, còn con phải đóng vai thành bà thành bà kẹ. Đó, bà không đóng vai bà kẹ nữa, ok, lại nha. Later. Rồi, thôi giờ tôi không có làm bà kẹ Ranny nữa. Bây giờ là tôi sẽ quyết định là tôi sẽ trở thành em bé nha. Để tôi chống lại bà kẹ nè. Bà kẹ đâu rồi? Đây bà kẹ đây. Ủa? Bà đây con ơi. Ủa tôi nhớ bà kẹ bình thường bà kẹ phải ở bên ngoài chứ sao bà kẹ đâu tiêu rồi. Bà kẹ ơi. Bà trong nhà rồi con ơi. Bà đột nhập từ cửa ống khóa nha con. Ủa trời ơi. Cái gì? Sao bà kẹ vô nhà của tôi nhanh vậy? Không được. Bà kẹ đang đi hè điều hành gì mà sao chậm vậy trời. Bà kẹ đang tính là vô nhà con để trộm đồ đúng không? Ok, không, để con kiếm bà coi. Là bà vô thăm con. Bà con nghe cái bài hát bà thương con chưa? Con nghe tiếng bước chân của bà ở đâu quanh đây nè. Ôi, bà ơi. Chưa kịp làm gì vô mắc cái cửa vô chim. Người ta nói kiếm. Con phải tới đây cho bà ôm. Đó. Bà ôm con hả? Không chuyện đó đâu bà ơi. Ôi, bà có súng phun điện hả? Oh no. Súng phun điện hả? Để con đây mà bắn cho cái nè con. Con nấp. Súng nước. Đóng cửa lại. Trời ơi, sao con ngát vậy? Mở cửa ra. Đóng cửa lại. Cái gì vậy? Đóng cửa lại.
con sao em. Bà vô được? Núp. Chết rồi. Bà con vô, bà vô. Con đâu rồi, bà đi hơi chậm, con thông cảm nha. Chạy. Nguy hiểm quá. Đây, bà bắt điện, bà bắt điện, thấy nghe tiếng điện của bà chưa? Nghe tiếng điện, ơi. Ôi, đâu? Bà vậy? Con à, giật điện ơi. Ây da. Bà ơi, bà ơi. Ây da, bà đau đầu luôn rồi. Trời ơi, cái bà kẹ này không biết thương con nít gì hết trơn. Bà kẹ này quýnh con nít các bạn ơi. Con lì như trâu vậy sao bà thương được. Con tới đây ngồi à, ăn. Ok bà, ok bà. Được. Ây, bà té của Thang ơi. Trời ơi, nhức đầu quá. Tự tưởng uống thuốc rồi, trời ơi. Con phải bảo vệ ngôi nhà của con. Đó, trời ơi cho bà vậy. Thêm cái nữa nè. Con bà đi như rùa bò vậy. Nhưng mà không sao, bà là có sức mạnh của siêu siêu da. À, trong đây có cái nồi nè bà ơi. Trời con sẽ lấy cái nồi. Bà kẹ bà, đó, con ơi, bà kẹ ranh đi, bà kẹ ranh đi, đứng lại. Bà kẹ nè. Con trời vậy lũng đầu bà con ơi. Con nói cho bà biết nha, bà không có được vô nhà con trộm đồ nha. Bà cái bà kẹ kia. Bà kẹ nè. Ơi chết, cái nồi nó bay ra ngoài nóc nhà luôn rồi. Sao lấy được nữa. No, bà ơi, đừng bay. Ây da. Ủa, sao bà xuất bởi cái cửa nhà con. Con ơi, trước là bà làm tuyển thủ đá banh con ơi. Sao bà đá con như bà đá trái banh vậy. Ok được. Bà nhớ. Bà nhớ. Ây da. Bà phải nhà đây nha. Nhà của ta rồi. Ok vô nhà ăn cơm thôi thôi. Ây da đau quá. Bà này đá đau quá. Bay xa mấy chục mét luôn. Kinh khủng. Con đang đi nhặt chìa khóa để con kiếm vũ khí nè. Mấy bạn à, cái này là không phải là mình bắt nạt Sammy đâu nha các bạn. Nhưng mà bà Sammy bà ấy gọi là vô nhà mình trộm đồ. Ây da, chắc điện ơi, đau quá. Bà Sammy ơi, bà vô nhà con trộm đồ rồi. Bà còn dùng súng điện mà bắn con nữa. Cho con đi nè. Bà ơi, ây da. Té đập đầu rồi bà ơi. Đuổi con hội bà ơi. Đồ. Đá banh đây. Đá banh đây. Ủa, sao bà đá không dễ vậy? À, bà vô đây. Bà vô đây. Trời ơi, ném cái gì túi rùm vậy con? Ây da. Cái này là phải ném trúng vô người bà. Đây, đâu ta. Bà qua đây. Con sau lưng bà nè bà ơi. Xíu con. Chờ nè, chờ nè. Trời ơi, trời. Ui. Bà bị cháy ơi. Nóng quá trời ơi. Cháy tóc tôi. À, tôi đâu có tóc đâu cháy. Bây giờ bà còn 21 máu đúng không? Phải kiếm đây. Gì đó. Để bảo vệ ngôi nhà của mình. Nhóc này là quá trời quá đó các bạn ơi, nó không có ngoan gì hết trơn. Mình phải dạy dỗ, mình là người lớn. Bây giờ mình cầm dĩa dạy dỗ nó nè. Đó. Đây con ơi, tới đây rồi, nó bắn. Trời ơi. Bà sao? Bà lấy dĩa bà chọi con hả? Đây bà lấy dĩa bà chọi con đi. Bà nấu bánh. Ôi trời, nhóc này. Lấy cái dĩa. Rồi con lấy được cái dĩa nha, con lấy được dĩa nha. Bà chọi con hả? Ây da, cái dĩa văng ơi. Ây da. Chọi bà đập. Ây da. Bà đá con là lộn. Trời ơi, muốn tự loạn. Đâu quá. Bơi. Bơi bà hai cho con. Ây da. Ây da. Đá góc tường nè. No, không được rồi. Bà này đáng sợ quá bạn ơi. Chị bà này vô trong nhà mình ăn trộm đồ, bà còn quýnh mình nữa bạn ơi, không được rồi. Trời ơi. Em chèo cổ thôi bạn ơi, còn 11 à. Thôi rồi, bây giờ phải dùng. Ê, nhưng mà hình như từ nãy con thấy bà quên mất nhiệm vụ của bà là đi ăn trộm đồ của nhà con á bà. Ừ, hết chết rồi, đi ăn trộm đồ qua trên nhà con. Trời ơi. Con lừa bà. Trời ơi, ngắt này. Bây giờ hình như là đó. Bà còn có 5 máu rồi bà ơi. Ok, con thắng luôn nha bà ơi. Trời nè. Ơi nè, cho bà chụp ít đồ đi. À, đây con, đây bà cháu này nè. Làm gì, bà tính làm gì đó, con, bà tính làm gì con. Ui, bà có súng phun điện. No, ai da. Trời ơi, bà đá ra ngoài đường nè con. No, đừng bà ơi, bà đừng ép cho con vậy chứ bà ơi. Ai da. Bà đi ăn trộm đây. Bà này ác thật sự bạn ạ, bà này ác thật sự. Bà làm bạn với Ronaldo đó con. Đứng à, thì ra là bà gọi là bạn của Ronaldo hả? Bạn nhưng mà xin lỗi bà nha. Con là bạn của Messi. Đây, bây giờ con. Messi à? Con vô đây con kiếm đồ. Thì bà lo chụp ảnh bà đây, bà mệt rồi, bà đói quá rồi. À, bà muốn ăn trộm đồ nhà con hả? Không có chuyện đó đâu. Giờ bà còn có 5 máu sao bà chạy kịp? Ngon, con tìm được bà không? Thôi, ok, ok bà. Vô lộn chỗ con á, chỗ nào giấu. Trời nè. Ui còn 2 máu. Bà ấy à, nhìn đi. No. Đừng. Bà còn 2 máu mà sao vậy? Ra ngoài cửa sổ, sổ nè con. Văng ra ngoài cửa sổ luôn mấy ông ơi. Ghê. Là như tên là phá trong giờ hành chính của bà. Từ cái này là gì đây?
Chết rồi, chết rồi, bà ấy chắc sắp trộm hết đồ nhà mình rồi. Cái TV ơi, trộm cái TV gì xem cải lương cũng được nè. Đây được. Trộm cái TV thì mình dán cái tem vô rồi là đủ của mình rồi. Bây giờ mình sẽ đi trộm tiếp. Trộm có nhà con có PS5 cái game gì Nintendo Switch cho bà vô bà chơi game được không? Bà không thích chơi game. Chơi game nè. Trời ơi. Tiêu diệt được bà rồi. Yes, đó bạn thấy không? Bạn thấy không? Đây chính là một bài học cho chúng ta. Đừng bao giờ mở cửa cho người lạ nha các bạn nha. Bởi vì chúng ta không biết rằng đâu là người xấu, đâu là người tốt đâu các bạn ạ. Ấy và bây giờ tôi đã tiêu diệt được bà kẹ Sammy vô nhà người ta ăn trộm đồ rồi. Ôi các bạn ơi, bây giờ thì mình nghĩ video này cũng rất là dài rồi. Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn thích video này đừng quên hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Và các bạn cũng đừng quên lại qua bên kênh của Sammy sẽ có phần 2 của cái tựa game này. Các bạn hãy nhớ qua bên kênh của Sammy để xem nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Bye, bye. Are the king, hello team, hello team.